Virus đột biến, Việt Nam công bố phác đồ điều trị COVID-19 mới nhất. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Việt Nam công bố nhiều thay đổi trong phác đồ điều trị COVID-19 lần 4. Giáo sư Nguyễn Thành Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, đợt dịch COVID-19 mới đang diễn ra tại nước ta phức tạp hơn so với giai đoạn trước đây. Chỉ trong 9 ngày, đã ghi nhận 174 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 9 tỉnh. Kết quả giải trình tự gen cho thấy đây là chủng mới xâm nhập vào Việt Nam, có đột biến làm tăng khả năng cảm nhiễm, dẫn tới tỷ lệ lây nhiễm cao. Hệ số lây nhiễm đợt này khoảng 5, 6, trong khi giai đoạn trước chỉ 1,8 đến 2,2. Giáo sư Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam cho biết thêm, chủng virus mới phân lập được từ các bệnh nhân ở Đà Nẵng thuộc nhóm D614G, nhánh G, đang gây bệnh ở châu Phi và Bangladesh. Nhánh G đã xuất hiện rải rác từ tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, những tháng gần đây, các mẫu bệnh phẩm có sự hiện diện của nó ngày càng tăng lên trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, đây là chủng nCoV thứ 6. Gần đây, có một số bằng chứng về đường lây truyền trong không khí của virus SARS-CoV-2, nên trong phác đồ mới, Bộ Y tế yêu cầu ngoài khử khuẩn các bề mặt, các cơ sở y tế cần phải có biện pháp thanh lọc, khử khuẩn môi trường trong phòng bệnh. Khi nhiễm virus nCoV, bệnh nhân ủ bệnh từ 1 đến 14 ngày, trung bình là từ 3 đến 7 ngày. Nhưng tại Vũ Hán, Trung Quốc, từng có trường hợp ủ bệnh đến 24 đến 25 ngày. Do đó có rất nhiều người dù không có triệu chứng nhưng vẫn lây bệnh trong thời kỳ ủ bệnh. Chỉ có gần 40% bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng. Vì vậy nếu chỉ căn cứ vào triệu chứng, chúng ta sẽ bỏ qua 60% bệnh nhân, rất nguy hiểm. Giáo sư Kính lưu ý. Giáo sư cũng cảnh báo, vừa qua nhiều trường hợp test nhanh trong cộng đồng dương tính, sau đó xét nghiệm lại bằng real-time PCR, âm tính đã vội mừng. Nhưng thực tế test nhanh có dương tính giả, đồng nghĩa kết quả test âm tính chưa hẳn đã không mắc COVID-19. Ngoài ra, tỷ lệ lớn trường hợp mắc COVID-19, cơ thể sẽ chưa sản sinh ra kháng thể ngay, test nhanh không phát hiện được. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu tất cả những trường hợp test nhanh âm tính nhưng có yếu tố dịch tễ cần phải tuân thủ cách ly 14 ngày tại nhà. Trong phác đồ mới, ngay khi phát hiện những ca nghi ngờ, không xác định được nguyên nhân, cơ sở y tế cần lập tức xét nghiệm real-time PCR, tránh bỏ sót. Giáo sư Kính cũng cho biết, trong giai đoạn dịch lây trong cộng đồng hiện nay, cơ quan chức năng sẽ không cố truy tìm F0, xác định luôn những trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là F0 để từ đó truy vết những người liên quan. Giáo sư Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu Việt Nam cho biết, trong phác đồ cập nhật lần 4, Việt Nam sẽ khám và phân loại bệnh nhân COVID-19 ngay từ đầu thành 5 cấp theo triệu chứng lâm sàng để phân cấp điều trị. Theo đó, tất cả các ca bệnh nhẹ sẽ điều trị tại khoa phòng thông thường, ngay phòng khám trung tâm y tế huyện. Ca nặng sẽ điều trị tại các phòng cấp cứu của các khoa phòng hoặc hồi sức tích cực của bệnh viện. Ca bệnh nặng và nguy kịch sẽ được điều trị hồi sức tích cực, can thiệp thở máy, ECMO. Giáo sư Bình cho biết, nguyên tắc chung là điều trị theo nguyên nhân, chống cơn bão cytokin, điều trị triệu chứng bệnh kèm theo, chống bội nhiễm và hỗ trợ về dinh dưỡng, phục hồi chức năng. Riêng với trẻ em, trong phác đồ mới, Bộ Y tế lưu ý các bác sĩ về tình trạng tổn thương viêm đa cơ quan, tương tự bệnh Kawasaki với các biểu hiện sốt, ban đỏ hoặc sung huyết giác mạc, hoặc phù nề niêm mạc miệng, suy tuần hoàn, tổn thương tim, rối loạn đông máu. Khác với các phiên bản trước, phác đồ mới nhất của Bộ Y tế yêu cầu bệnh nhân COVID-19 phải có 3 lần xét nghiệm liên tiếp âm tính. Mỗi lần xét nghiệm cách nhau ít nhất 24 giờ mới đủ điều kiện xuất viện. Trước đây chỉ quy định xét nghiệm 2 lần. Theo giáo sư Kính, việc xét nghiệm 3 lần sẽ hạn chế những trường hợp tái dương tính trở lại như trước đây. Hy vọng rằng việc điều trị COVID-19 sẽ có những bước biến chuyển mới, khả quan hơn. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.